Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày 28 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Theo tử vi phương Đông của 12 con giáp, tuổi Dần có chính ấn chủ vận, cấp trên hoặc người có chức có quyền nâng đỡ, chỉ bảo trong công việc. Người đó sẽ cho bạn cơ hội làm việc nhiều hơn, phù hợp với sở trường hơn nên mọi chuyện cũng trở nên thoải mái, cố gắng hoàn thành thật tốt nhé. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý, hôm nay là ngày thủy khí vượng nên người tuổi Tý cần chú ý nhiều hơn tới sức khỏe, đề phòng cảm lạnh. Khi ra ngoài, bạn nên trang bị áo ấm và khăn quàng, chớ có chủ quan, đồng thời không uống nước quá lạnh, không lui tới những nơi có nhiều gió, kẻo cơ thể nhiễm hàn khí. Xuất hành là một lựa chọn không tồi của người tuổi Tý trong ngày hôm nay, khi mà có quý nhân dịch mã hứa hẹn những cơ hội rất tốt nếu bạn có năng động, tự tin. Ra ngoài, không chỉ mở mang, học hỏi được nhiều điều hơn mà bạn còn có thể gặp được dịp phát huy tài năng của mình hoặc là vô tình có người muốn hợp tác, trọng dụng. Con đường công việc của bạn không quá thuận lợi nhưng không hẳn là xấu. Những khó khăn, thử thách chủ yếu đến từ bên ngoài, bạn có thái độ tích cực đối phó. Nếu người đợi chờ khác, giúp đỡ hoặc lười biếng không muốn động chân động tay thì chắc chắn kết quả sẽ không được như ý. Con số may mắn 5, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, xám, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu, theo tử vi ngày 28 tháng 10 năm 2017, tuổi Sửu có một ngày nhờ tam hội cục nên sự nghiệp khá tốt, có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực. Bạn làm việc chăm chỉ, chắc chắn, có nhiều điểm đáng tin nhưng chỉ thiếu chút cá tính. Nếu có lối đi dành cho riêng mình thì tương lai sẽ càng rộng mở hơn. Tài vận có tiểu hao nên dù kiếm được khá nhiều, song tiêu thì cũng nhiều. Vô tình có khoản bất ngờ ập đến khiến cho bản mệnh lại phải rút hầu bao. Quản lý tài chính chưa thực sự tốt nên cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho tuổi Sửu không giữ lại được nhiều tiền tích lũy. Ra đường, chú ý trước sau, cẩn thận bị va chạm, có đồ rơi trúng người. Họa từ trên trời rơi xuống do ngũ hành tương xung, nhiều điểm xấu. Nếu có thể thì nên ít đi lại, tránh đi chơi xa. Khi tham gia giao thông phải quan sát tỉ mỉ, tốt nhất là ưu tiên phương tiện công cộng hoặc là phương tiện dịch vụ. Con số may mắn 2, 3, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Hợi. Tử vi tuổi Dần, theo tử vi phương Đông của 12 con giáp, tuổi Dần có chính ấn chủ vận, cấp trên hoặc người có chức có quyền nâng đỡ, chỉ bảo trong công việc. Người đó sẽ cho bạn cơ hội làm việc nhiều hơn, phù hợp với sở trường hơn nên mọi chuyện cũng trở nên thoải mái, cố gắng hoàn thành thật tốt nhé. Tuổi Dần gặp chút rắc rối trong công việc khi mà ấn tinh tuy giúp đỡ nhiều nhưng lại gây thị phi nho nhỏ. Mọi người không nói trước mặt nhưng bàn tán sau lưng, đàm tiếu, đặt điều không hay về bạn. Đừng quá để tâm bởi điều này chẳng có gì to tát cả, cứ ung dung làm tốt việc của mình là được. Gặp ngày bạch hổ nên kỵ kim loại, tránh những nơi cao và không nên tham gia các hoạt động nguy hiểm như leo trèo, leo núi, thám hiểm, kẻo có hoa huyết quang. Khi ra ngoài, di chuyển, bạn cũng phải hết sức thận trọng, không nên đi xa để hạn chế tối đa tai nạn. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Mão, tử vi hàng ngày báo người tuổi Mão gặp ngày tương hình có điểm tai nạn xe cộ rất rõ ràng. Bạn nên mang theo người Phật bản mệnh, bảo hộ, bình an hoặc là bùa hộ mệnh để gánh bớt tai họa. Ngoài ra đừng nên xuất hành đi xa, có kế hoạch công tác hay đi du lịch cũng hoãn lại để phòng ngừa trường hợp xấu. Công việc không có tiến triển nhiều lắm bởi bạn khá thụ động, dựa dẫm, thích phụ thuộc vào ý kiến của người khác mà không có chính kiến riêng. Điều này khiến cho tuổi Mão bị chìm lẫn trong tập thể, không có vị trí riêng và chẳng tạo ra được thành tựu nào đáng kể. Thiên đức ké thăm nên tính tình của người tuổi Mão hòa dịu, tình cảm khá tốt. Do không dồn nhiều tâm sức vào làm việc nên bạn về sớm, tranh thủ thời gian ở bên cạnh người yêu, người thân. Được cái này thì mất cái kia cũng là quy luật bù trừ. Bạn cũng không quá buồn khi công việc chưa được khởi sắc. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Tuất. Tử vi tuổi Thìn, xem tử vi của người tuổi Thìn, thấy thứ bảy này bản mệnh cực vượng đào hoa vì có tam hợp cục. Không những thu hút được sự chú ý của người khác phái mà còn bạn nhận được nhiều sự yêu mến, quý trọng của cả người cùng giới. Đi tới đâu cũng được chào đón nồng nhiệt. Ngoài ra còn có nguyệt đức, lợi vận trạch nên gia đình ấm êm, hòa thuận là chỗ dựa tinh thần vững chắc giúp cho người tuổi Thìn toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp.
Bất kể bạn có bận rộn đến đâu, đi đằng sau lưng vẫn có những hậu phương vững chắc cổ vũ, động viên và đôi khi còn tiếp thêm sức mạnh nữa. Nhưng có một điểm không thể bỏ qua là bản mệnh hơi dựa dẫm vào người nhà. Chuyện gì cũng hỏi ý kiến, đặc biệt là trong chuyện tình cảm, nên có một số trường hợp tạo ra sai lầm. Nghe lời người khác quá mà không có chính kiến của riêng mình sẽ gây khó chịu và giống như chưa trưởng thành vậy. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Dần. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi hôm nay cho thấy người tuổi Tỵ hôm nay khá thoải mái và phấn chấn nhờ có thiên đức hài hòa. Không phải bạn không gặp chuyện bực mình, nhưng tự bản thân kiềm chế, biết cách dĩ hòa vi quý và nghĩ thoáng lên nên không cảm thấy khó chịu. Hơn nữa, bản mệnh lại chủ động tự tìm niềm vui cho mình, không ngồi im chờ người khác quan tâm. Người tuổi Tỵ hôm nay gặp thánh tâm phúc đức, tâm hồn hướng tới những vấn đề về tâm linh khá nhiều. Bạn tin vào ngưỡng, tín ngưỡng, tôn giáo và có mong muốn sống theo những điều đó. Để làm cho tự tâm mình thanh thản, bình an, lối sống này có ảnh hưởng khá tích cực tới những người xung quanh. Tuổi Tỵ có niềm vui nhỏ về tiền bạc, ví dụ như được tặng tiền, tặng quà, cho tiền hoặc kiếm được một khoản bất ngờ. Tuy không làm bạn giàu có lên nhưng lại có ý nghĩa tinh thần khá lớn, cả ngày vui vẻ và tiêu pha cũng phong khoáng hẳn lên, thích giúp đỡ người khác. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, cam, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Sửu. Tử vi tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày 28 tháng 10 năm 2017 của người tuổi Ngọ, có thăng tiến trong công việc nhờ tỷ kiên hào sảng mạnh mẽ, làm việc quyết đoán, bạn dấn thân vào những nhiệm vụ khó khăn, giải quyết vấn đề mới mẻ và có phần liều lĩnh. Thành quả dành cho người dũng cảm rất xứng đáng, bạn tiến tới vị trí cao hơn và nhanh hơn. Nhân dịp này, hãy tích cực, chủ động làm việc nhiều hơn, có lẽ phải mất cả ngày nghỉ, nhưng cơ hội để khẳng định bản thân mình như thế này không quá nhiều. Hơn nữa, được trọng dụng như vậy sẽ là bàn đạp để tuổi Ngọ mở mang kiến thức và kỹ năng, cải thiện bản thân một cách tốt hơn. Bản mệnh làm việc căng thẳng nên cũng dễ nổi cáu hơn, có chút xích mích với đồng nghiệp và khi về nhà thì mệt mỏi, không muốn giao lưu với người thân. Đừng để công việc chi phối mình như vậy, bạn phải học cách bình tĩnh và giải tỏa áp lực, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, đỏ, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Tử vi tuổi Mùi. Khác với tử vi ngày 27 tháng 10 năm 2017, hôm nay tốt nhất người tuổi Mùi nên thận trọng giữ mình bởi gặp ngày tương hại, tiểu nhân rình rập. Phần nơi làm việc, bạn cần phải đảm bảo bảo quản tốt các ý tưởng cá nhân và tuyệt đối không lơ là, không gây sai sót để tránh cho đối thủ vin vào cớ đó mà bắt lỗi. Cuối tuần nên bạn cũng cần phải có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và dành cho chính mình. Bao lâu rồi bạn chưa ra ngoài tận hưởng mà chỉ vùi dập trong công việc. Một chuyến đi cùng bản thân tới địa điểm du lịch phù hợp sẽ là gợi ý hay ho, rất đáng để thử đấy. Ngày ngũ hành tương xung, khí trong người không cân bằng dẫn tới khó chịu, ngũ tạng hoạt động kém hiệu quả, nhất là dạ dày. Tuổi Mùi nên ưu tiên ăn các loại thực phẩm mềm, dễ tiêu hóa và đúng giờ, đúng bữa, không vừa ăn vừa làm việc khác. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Hợi. Tử vi tuổi Thân. Tử vi hôm nay của người tuổi Thân chủ yếu dựa vào may mắn khi tam hợp cục giúp bạn luôn luôn thuận lợi trên mọi phương diện. Kể cả là công việc hay tình cảm thì con giáp này đều thuận buồm xuôi gió, luôn gặp tình huống hanh thông và ít phải động chân động tay. Tuổi Thân nên tranh thủ ngày hôm nay để tiến hành những việc quan trọng như xin ký duyệt, thông qua dự án hoặc bàn bạc, đàm phán, ký kết công việc. Nhờ điểm may mà bạn có thể chót lọt vượt hết những cửa ải tưởng chừng khó khăn như thế này đấy. Sức khỏe của người tuổi Thân vẫn tốt nhưng cần phải đề phòng các bệnh về mắt. Ra ngoài nên đeo kính râm và chăm sóc mắt, nghỉ ngơi điều độ. Với người thường xuyên làm việc với máy tính thì nên tham khảo các bài tập mắt sau mỗi tiếng làm việc, luyện tập 5 phút để có thể điều tiết. Con số may mắn 1, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Mão. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp cho biết tuổi Dậu gặp ngày ngũ hành bản mệnh tiêu hao nên dễ bị ốm, chỉ một chút tác động từ ngoại cảnh cũng đủ làm bạn mệt mỏi. Dù sao cũng đã cuối tuần, cả tuần buôn ba mệt nhọc nên giờ là lúc nghỉ ngơi nhiều hơn. Người tuổi Dậu gặp khó khăn không nên lãng trí, bối rối mà phải bình tĩnh, thận trọng,
thấy phúc đừng mừng quá, thấy họa đừng vội buồn. Nhất là những vấn đề liên quan tới tiền bạc thì hãy dừng lại, cẩn thận, nghĩ ngợi trước sau rồi mới quyết định, nếu không rất dễ mắc phải sai lầm dẫn tới hao tổn. Ngày có kiếp tài, mất mát hoặc hỏng hóc đồ đạc cũng có thể kéo đến. Con giáp này đối với chuyện tình cảm vẫn không được rõ ràng dứt khoát, đứng núi này, trông núi nọ khiến cho mọi chuyện không được như ý. Vì bạn thích người ta nhưng vẫn băn khoăn bởi vô vàn những điều kiện khác, bởi những đối tượng có vẻ tốt hơn, thế này là tự đang làm khổ mình đấy. Con số may mắn 6, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, vàng, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Sửu. Tử vi tuổi Tuất. Tử vi thứ 7 của người tuổi Tuất có quan tinh chiếu mệnh, làm việc ổn định, vững vàng, tạo được sự tin cậy. Nếu đang công tác ở các lĩnh vực liên quan tới tài chính, bất động sản thì bạn sẽ thu về thành quả tốt bởi lối làm việc có trước có sau này. Tài lộc của người tuổi Tuất ít hơn một chút do những khoản đầu tư chưa sinh lời. Công việc lại chăm chia sẻ bảy nên thu về không đáng là bao. Chủ yếu vẫn phải dựa vào những khoản thu tích lũy từ trước để duy trì, còn tiền hiện tại vẫn là chờ đợi thêm chứ chưa trời sắp gì cả. Sức khỏe của người tuổi Tuất ổn định nhưng vì ngày có bạch hổ nên đề phòng họa huyết quang mà tổn hại đến thân thể. Tránh những nơi nhiều hàn khí như vùng sông, hồ, bệnh viện, nghĩa trang và tránh vật nhọn. Đặc biệt người cao tuổi nên đi khám sức khỏe định kỳ để nắm được tình hình sức khỏe của mình. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, xám, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Dần, Ngọ. Tử vi tuổi Hợi. Hôm nay người tuổi Hợi gặp hồng loan chủ vận đào hoa, sức hấp dẫn vượt trội. Đối với người độc thân thì đây là cơ hội rất tốt để hẹn hò, tìm lại niềm vui trong tình yêu. Bạn chủ động, mạnh mẽ và phóng khoáng, thích giao lưu, làm quen kết bạn nên dễ gặp những đối tượng phù hợp. Bạn hãy tạo dựng mối quan hệ thật tốt với đối tác, khách hàng quan trọng, họ sẽ là tấm lá chắn vững vàng để đối phó với lục đục bên trong nội bộ. Người tuổi Hợi đang trong ngày vượng nhân duyên nên tận dụng cơ hội này để mở rộng giã giao, làm thành chỗ dựa cho chính mình. Người này không hòa hợp với người nhà cho lắm, ra ngoài bạn lịch thiệp bao nhiêu thì ở nhà lại thô lỗ, khó tính bấy nhiêu. Đúng là càng quen càng xuồng xã, không ý tứ và ít quan tâm. Như vậy sẽ khiến tình cảm của người tuổi thân lạnh nhạt đi đấy. Tuổi Hợi nên sửa điểm này, không để làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, đen, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.